Ngày hôm sau, văn phòng luật sư Mạn Phu. Đó không phải là Lục tổng sao? Sao anh ta? Không phải em đã nói là không cần đưa em đi sao? Anh đến tìm luật sư Thẩm có việc. Lẽ nào Lục tổng không sợ bị người khác bắt gặp, rồi lại nói anh bị vợ quản lý nghiêm ngặt? Anh không sao đâu, cứ vậy đi. Y Tuyết, em đến sớm vậy. Hạo Hiên, những lời này phải là chúng tôi nói mới đúng chứ, sao anh đến đây sớm vậy? Ngủ không được nên đến sớm để bàn việc. Sáng nay em phải gặp thân chủ nên có thể anh phải đợi một lát đó. Được, vào trong rồi nói. Sao anh không đi? Không phải nói tìm luật sư Thẩm mà. Có thể anh phải đi sân bay đón bạn. Tan ca, anh sẽ đến đón em. Nhớ tránh xa cái gã đó ra một chút. Bye bye. Bác sĩ Hoắc, sáng nay bay. Tầm nửa tiếng sẽ đáp, tôi đi đón. Sân bay. Hoắc Ôn, bác sĩ ngoại khoa, người quen cũ của Lục Lệ Dương. Wow, cả xe và người đều đẹp quá. Ồ, đây không phải là Lục tổng sao? Đang đợi ai vậy? Bác sĩ Hoắc, hóa ra quen biết nhau sao? Đợi anh đấy, sao về nước mà không liên lạc với tôi? Là Đế Thành báo cho tôi biết anh về đó. Cứ nghĩ là sắp xếp ổn rồi, sẽ ai liên lạc với anh. Có thể để anh trực tiếp đến sân bay đón tôi thì chuyến về nước này thật đáng giá mà. Lên xe đã rồi nói. Lần trước gặp nhau là 2 năm trước rồi nhỉ? Bác sĩ Hoắc đâu rồi? Làm ơn hãy cứu cô ấy. Lúc đó anh bế một cô gái, người đầy máu rất sốt ruột. Ừ, bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi rồi. Vậy cũng phải, tôi làm bác sĩ riêng cho anh 3 năm bên nước ngoài. Lần đầu thấy anh căng thẳng vì một người như vậy. Đúng là một câu chuyện thú vị. Cảm ơn anh, thật ra lần này tôi cũng có một việc muốn nhờ bác sĩ Hoắc giúp đỡ. Anh có thể gặp vợ tôi để kể cho cô ấy nghe về chuyện năm đó không? Đương nhiên là được. Nhưng sao anh không tự mình kể cho cô ấy? Giữa vợ chồng thì cũng có lúc cần những điều thú vị. Với tính cách của Y thì chỉ có gặp nhân chứng cô ấy mới tin, còn mình thì đành chịu. Tiếng gì vậy? Xin lỗi, tôi không thể nhận vụ án của anh được. Như vậy không phù hợp với giới hạn đạo đức của tôi. Cô là luật sư, chỉ cần tôi trả phí thôi, thì cô dựa vào gì mà đòi không nhận? Tôi là luật sư, nhưng tôi có quyền lựa chọn người để bào chữa. Ý cô là gì? Tôi không muốn bào chữa cho một người tồi tệ. Khốn kiếp. Cầm cái miệng thối tha của anh lại. Đau đau đau, anh là ai? Y Tuyết, em không sao chứ? Em không sao. Có bảo vệ ở đó không? Phiền anh lên đây một lát. Thả tao ra, mày có biết tao là ai không? Nếu có con bé Lâm Phi ở đây thì cánh tay này của anh coi như tàn phế rồi. Cứ đợi đó, một đứa luật sư mà cũng dám ra tay với tao, tao không tha cho mày đâu. Y Tuyết, hắn phạm tội gì vậy? Trước giờ anh chưa thấy em nổi giận như vậy. Hắn là một kẻ vô lại, chưa nói đến việc nợ lương người khác mà còn để mắt đến con gái nhà người ta. Đối phương không tiền không thế, hắn nghĩ rằng tìm một luật sư xử lý chuyện này là được. Đúng là một kẻ tồi tệ. Nhưng anh nghe giọng điệu của hắn, xem ra cũng không phải hạng vừa. Có lẽ là vậy, coi như có thế lực thì em cũng không sợ hắn đâu. Đi thôi, thần chủ bị đánh chạy mất rồi, đi ăn trưa nào. Được. Xem ra khi về phải điều tra thế lực đứng đằng sau của gã này, đề phòng bất chắc. Y Y.
Không phải anh nói Tanaka mới qua đón em sao? Anh Tanaka sớm, để anh dắt em đi gặp một người bạn cũ. Xin lỗi nhé, Trình thiếu gia, tạm biệt. Nhưng... Trình Hạo Hiên, mày phải sớm quen với việc này rồi chứ. Đã quyết định sẽ âm thầm ở bên cô ấy rồi, sao giờ lại không cam tâm? Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Cố tiểu thư còn nhớ tôi không? Anh là... Bác sĩ Hoắc. Xem ra, cố tiểu thư vẫn còn nhớ tôi. Tay của cô hồi phục thế nào rồi? Đương nhiên là nhớ chứ. Năm đó, nếu như không có anh, thì tôi đã cụt tay rồi. Đừng nói những lời như vậy, đã không sao rồi mà. Em vẫn chưa kể với anh nhỉ, 2 năm trước em bị tai nạn xe ở nước ngoài, tay bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó em luôn hôn mê sâu. Sau này mới nghe kể lại là bác sĩ Hoắc đã chống lại ý kiến của mọi người để giữ lại tay phải cho em. Không thần kỳ như cô nói đâu, thực ra lúc đó tôi cũng không chắc chắn lắm. Là Lục Lệ Dương. Chồng của cô đã xin tôi hãy thử. Năm đó, sau khi gặp nạn cô đã hôn mê. Tên tài xế thì trốn khỏi hiện trường, là Lệ Dương đã cứu cô. Sao lại như vậy? Tôi không biết Lệ Dương đã mất bao lâu để chạy đến hiện trường, nhưng anh ấy đến rất kịp lúc. Tỉnh lại đi, đừng hôn mê. Nếu đưa đến bệnh viện trễ hơn một chút, thì tay của cô ấy chắc chắn không cứu được rồi. Nhưng vì cứu cô nên anh ấy cũng bị thương một chút. Nên lúc hai người đến bệnh viện thì toàn thân đầy máu, khiến mọi người đều kinh sợ. Anh đi băng bó lại đi, cẩn thận kéo mất máu nhiều. Đừng lo cho tôi, anh cứu cô ấy trước đi. Nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi... Tình hình tay của cô ấy không tích cực lắm. Ý kiến hội chẩn là cưa tay, để tránh việc phẫu thuật thất bại, ảnh hưởng đến toàn bộ cánh tay. Không, không được. Không được cưa tay. Nhưng thiết bị hiện tại của chúng tôi chưa đủ tân tiến, phẫu thuật lớn sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Nếu dùng thiết bị và thuốc tân tiến nhất thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tôi đã liên lạc với chủ nhiệm khoa, tỷ lệ thành công là 90%. Vậy là đủ rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Trong thời gian ngắn, Lệ Dương đã liên hệ được các trang thiết bị tốt nhất, thậm chí còn dùng cả chuyên cơ riêng. Nhờ vậy mới giữ được tay trái cho cô. Cho nên nói, nghiêm túc thì Lệ Dương mới chính là ân nhân cứu mạng của cô. Tôi chỉ là làm việc của một bác sĩ nên làm mà thôi. Sao, không tin à? Không phải, chỉ là sau khi em tỉnh lại thì không gặp anh. Tại sao vậy? Hôm đó, công ty có việc gấp nên anh phải về nước ngay. Mới đó mà đã 2 năm rồi. Em không ngờ rằng chúng ta đã quen biết từ sớm như vậy. Anh còn cứu mạng em nữa. Cảm ơn anh, Lục Lệ Dương. Tôi đi trước nhé, hôm khác hẹn sau. Cảm ơn nhé. Sao vẫn còn khóc lóc thế này? Nếu như anh nói cho em biết thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải 2 năm trước thì sao? Là ý gì? Anh lại lừa em à? Không có, không có. Anh đang thú nhận mà. Em còn nhớ không? Lần trước trong thang máy em nói rằng lúc trước từng cứu một người con trai. Năm 17 tuổi em từng cứu một người con trai ở ngoại ô. Anh ta bị thương, lại còn bị nhiều người truy bắt. Không biết sau đó anh ta có thoát được hay không? Hay là đã... Anh chính là người con trai bị thương lúc đó à? Không sai, chính là anh. Sao lúc trước anh không nói những chuyện này? Tại sao lại là hôm nay? Tại sao trước đây anh giả vờ không quen biết em? Tại sao từ ban đầu anh nhất định phải muốn cưới em? Y y, em đúng là nhạy cảm quá. Chỉ cần anh bộc lộ ra một chút thì em sẽ lập tức đoán ra hết.
Đúng vậy, Cố Y Tuyết, toàn bộ mọi chuyện đều là những chuyện anh ấp ủ từ rất lâu rồi. Anh tìm mọi cách để có được em, thậm chí còn không tiếc chuyện làm hợp đồng hôn nhân để em thuộc về anh. Lúc đầu chỉ là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thì anh không giấu em nữa. Anh chỉ muốn em biết là tình cảm của anh thật sự chân thành. Y Y, em sẽ tin anh chứ? Em... Khoan đã. Vết sẹo này lẽ nào là do năm đó anh cứu em? Vết sẹo rõ như vậy, rốt cuộc năm đó anh ấy bị thương nặng đến mức nào? Y Y, đừng lo nghĩ nhiều. Đây chỉ là chuyện bình thường của đàn ông mà thôi. Lục Lệ Dương, đây cũng là thủ đoạn của anh để khiến em thương xót sao? Đây không phải là thủ đoạn. Chuyện anh yêu em từ trước tới giờ chưa từng có chút nào giả dối. Lục Lệ Dương, trước đây thật sự em có rất nhiều thành kiến về anh. Từ đây về sau em sẽ quen biết anh lại từ đầu, cũng sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ hôn nhân của chúng ta. Được, em muốn có thời gian thì anh sẽ cho em thời gian. Em muốn gì anh cũng đồng ý à? Vậy thì phải xem bản lĩnh của em đã, Y Y à. Những lúc như thế này không phải anh nên nói là điều gì anh cũng chịu sao? Dễ dàng có được như vậy thì em có quý trọng không? Nói chúng tim đen. Đi thôi, về nhà nào. Chỉ cần có một kết cục tốt đẹp thì đợi lâu một chút có là gì? Anh đợi được. Taxi. Không có tiền mà đòi đón xe, mất thời gian của ông. Cẩn thận. Cô. Này, có đón xe không? Có, phiền anh đợi một lát. Tôi là bác sĩ, vết thương trên người cô có cần tôi giúp đỡ không? Anh đồng ý giúp tôi sao? Nhưng tôi không có tiền trả phí thuốc men cho anh. Không sao, lên xe đi, tìm nơi nào đó để tôi băng bó lại cho cô. Cảm ơn anh. Trình thiếu gia, tôi đã điều tra rồi. Người mà anh nói chính là giám đốc công ty con thuộc tập đoàn Lưu Thị. Lần này anh ta tìm Cố tiểu thư làm luật sư chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tập đoàn Lưu Thị sao nghe quen quen? Tập đoàn xây dựng Hồng Vũ khởi tố tập đoàn Lưu Thị lật lại vụ án kinh tế 10 năm trước. Lúc trước tập đoàn Lưu Thị từng có một vụ kiện tụng với lục tổng của Hồng Vũ, sau đó bị phán quyết bồi thường không ít tiền. Giá cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng rồi lao dốc. Trình thiếu gia, mối thâm thù giữa Lưu Thị và Hồng Vũ càng lúc càng sâu. Cố tiểu thư lại là phu nhân của tổng tài Hồng Vũ. Liệu người này có để mắt tới Lưu Thị cho tôi? Có bất cứ động thái nào thì phải báo cho tôi biết ngay. Rõ. Ngày hôm sau, thảo nào cô ta luôn nhận được những vụ án tốt, hóa ra là có người chống lưng. Chậc chậc, làm luật sư thời buổi này thì khả năng nghiệp vụ đều không bằng thế lực tốt. Coi cô ta ghen tị kìa. Người ta nằm ngửa, kiếm tiền cũng là bản lĩnh đó. Lúc ra tòa không thấy các cô ăn nói lưu loát như vậy. Sao, bản lĩnh của mấy cô không giống như mấy bà hàng xóm buôn chuyện sau lưng người khác à? Có gì mà có hiểu chứ, đúng vậy. Văn phòng luật sư là nơi trốn công minh. Có luật sư họ Cố nào đó dựa dẫm vào thế lực chống lưng của Lục gia để kiêu ngạo. Đánh mắng khách hàng, xem thường đồng nghiệp. Hữu danh vô thực, không xứng làm luật sư. Để xem cô ta còn ngạo mạn nữa không. Mất mặt chết đi được. Nếu là tôi á, thì bây giờ tôi đã bưng mặt chạy trốn, không dám quay lại rồi. Tôi có xứng làm luật sư hay không thì cũng không đến lượt loại người lén lút chơi trò hèn hạ quyết định. Là ai không hài lòng về tôi thì có thể đến văn phòng nói chuyện với tôi trước khi tôi kiện ra tòa. Đây là cơ hội cuối cùng của mấy người đó. Bên trong văn phòng,
Đối phương hành động rất lén lút, camera của chúng ta chỉ ghi lại được bóng lưng. Dám động vào tao, tao sẽ không tha cho mày. Vóc dáng này là hắn ta. Cảm ơn ông, đúng là đã giúp được nhiều rồi. Nhưng tôi cũng gần như đoán được đó là ai, dù là chưa nắm chắc. Vậy thì tốt, cô định làm thế nào? Tôi là luật sư, đương nhiên sẽ làm theo quy trình của pháp luật rồi. Phiền ông gửi đoạn video này cho tôi, những chứng cứ còn lại tôi sẽ tự tìm cách. Tập đoàn Hồng Vũ. Lục Tổng, bên phía phu nhân xảy ra một chút vấn đề. Điều tra ra được là ai làm chưa? Điều tra ra rồi, nhưng hơi phiền phức một chút. Hắn là người của Lưu Thị. Dạo này Lưu Thị rất bận rộn, sẽ không bận tâm đến một người nhỏ nhoi đâu. Tiếp tục điều tra mục đích hắn ta làm hại Y Y. Vâng. Khoan đã, kín đáo một chút, để đàn em của Đế Thành hoặc là Thành Viễn làm. Nếu bị Y phát hiện là người của mình thì e rằng sẽ liên lụy đến Y Y. Sau khi tìm được người thì biết phải làm gì rồi chứ, rõ ạ? Ngạc nhiên chưa? Sao cậu lại đến đây? Hạo Hiên nói anh ấy muốn đến làm cho xong hợp đồng đầu tư. Tớ cũng đang rảnh nên đi cùng luôn. Vừa đúng lúc tớ đã soạn xong một bản hợp đồng rồi. Đây nè. Hai người có thể mang về xem cho kỹ. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ với tớ liền. Hiệu suất công việc của em quả nhiên vẫn rất cao. Tớ không cần xem đâu. Dù sao thì Y Tuyết nhà tớ nhất định sẽ không để tớ bị thiệt đâu, đúng chứ? Đúng đúng đúng, cậu xiết tớ ngộp mất. Đúng rồi, lúc bọn tớ lên đây thì nghe được mấy lời đồn đại đều là nói tớ đúng không? Cậu biết rồi à? Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là có vài người rảnh rỗi thích buôn chuyện thôi. Cái gì? Đám người đó không biết gì mà nói linh tinh, đúng là quá quắt mà. Nhìn xem, còn có chuyện quá hơn nữa này. Thời buổi này còn có người viết cáo thị sao? Là ai làm vậy? Rốt cuộc là ai? Bổn tiểu thư sẽ cho hắn sống không qua nổi đêm nay. Nếu tớ đoán không sai thì chính là kẻ vô lại mà hôm trước đã đến làm loạn ở văn phòng tớ, vẫn đang tìm chứng cứ cụ thể. Lưu Kinh, xem ra đúng là có liên quan đến Lưu Thị. Trình thiếu gia, hôm trước anh bảo tôi hẹn người phụ trách bên Lưu Thị, thì vừa nãy trợ lý của anh ta nói tối nay Lưu Tổng rảnh, anh muốn gặp không? Công ty anh có chút việc nên anh đi trước nhé. Anh sẽ xem lại hợp đồng sau. Gặp sau nhé Y Tuyết. Được, bye bye. Lưu Kinh. Ai? Kỳ lạ thật. Ai? Ưng. Ngày hôm sau, Lưu Kinh mất tích rồi. Sao lại mất tích? Phát hiện lúc nào vậy? Có chuyện gì à? Nghi phạm của một vụ án đột nhiên mất tích rồi. Đang nói Lưu Kinh sao? Y Y vẫn chưa biết là mình ra tay. Nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho anh biết, em tự giải quyết được. Sao lại dừng xe? Vẫn chưa đến văn phòng em mà. Y Y, việc này rõ ràng cũng liên quan đến anh mà. Anh, em cứ muốn tự mình giải quyết, sao không thử dựa vào anh? Nhưng không thể việc gì cũng dựa vào anh. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Tại sao lại có chuyện không thể cùng nhau bàn bạc giải quyết? Ngay cả lúc em xảy ra chuyện cũng không muốn nói cho anh biết. Anh không đáng tin như vậy sao? Được rồi, đừng kể lể nữa. Em biết rồi, sau này em sẽ nói mọi chuyện cho anh biết. Hứa rồi nhé. Đúng rồi, anh cũng muốn thú nhận với em một việc. Lưu Kinh mất tích là do anh làm đó. Lục Lệ Dương, anh bắt hắn đi rồi thì sao em khởi tố hắn được? Anh sai rồi, anh sai rồi. Đã anh bảo người thả hắn ra. Alo,
Bắt được rồi, bây giờ xử lý thế nào? Sao cơ, thả ra á? Anh đang đùa tôi sao, Lục Lệ Dương? Công ty Trình Hạo Hiên. Xong rồi, từ bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền rồi. Hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, anh đã sắp xếp lại một bản tài liệu về Lưu Kinh. Có lẽ em sẽ cần dùng đó. Cảm ơn anh, nhưng tạm thời có thể chưa dùng đến đâu. Sao vậy? Lưu Kinh mất tích rồi, từ tối hôm qua. Bây giờ muốn tìm người thì phải đi đến bệnh viện. Không thể nói là Lệ Dương làm được, phải giấu trước đã. Sao lại như vậy? Để anh giúp em tìm cho, anh có người nhờ cậy được. Không cần đâu, dù sao thì em cũng cần thu thập chứng cứ, tạm thời chưa khởi tố. Sao Lưu Kinh lại đột nhiên mất tích? Lẽ nào là trốn ra nước ngoài rồi? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc bọn chúng đang mưu đồ chuyện gì? Nếu như muốn báo thù Lục Lệ Dương. Y Tuyết, khoan đã. Tuần sau anh phải về Mỹ một chuyến. Vì muốn đầu tư vào Cố Thị thì cần công ty trụ sở chuyển vốn. Em có muốn đi cùng anh không? Dạo này không thấy mặt mũi Lục Lệ Dương đâu. Y Tuyết xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là chồng của Y Tuyết mà lại không làm gì. Em đi làm gì? Nếu như bàn bạc công việc thì họp online cũng được mà. Trên lý thuyết là vậy, nhưng em đi thì hiệu quả sẽ cao hơn. Hơn nữa bây giờ không phải Cố Thị đang cần đầu tư gấp sao? Chuyện của Lưu Kinh càng nghĩ càng thấy mù mịt. Tốt nhất là đưa Y Tuyết ra nước ngoài, tạm thời thay đổi không khí một chút. Để em suy nghĩ một chút đã. Được, anh đợi tin em. Đợi mọi chuyện ổn định lại rồi mới đưa cô ấy về đoàn tụ với Lục Lệ Dương. Mình tuyệt đối không thể dương mắt nhìn Y Tuyết bị liên lụy. Hôm nay ở công ty không bận sao? Rảnh rỗi đến đón em được như vậy. Anh vẫn có thời gian đón vợ tan ca chứ? Sau này ngày nào anh cũng sẽ đón em. Đúng rồi, Y, dạo này em cũng mệt mỏi rồi, có muốn ra nước ngoài chơi một chuyến không? Sao vậy chứ? Sao hai người đều muốn đưa em ra nước ngoài vậy? Còn ai nữa? Hạo Hiên đó, anh ấy muốn em qua Mỹ cùng để bàn công việc công ty. Em còn đang suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ rồi nhớ nói cho anh biết. Buồn ngủ thì ngủ trước đi, tới nhà anh sẽ gọi em. Ừ. Trình Hạo Hiên muốn đưa Y Tuyết ra nước ngoài, có phải anh ta cũng tra ra được điều gì rồi chăng? Nhớ lại, làm theo lời anh dặn, sau khi thả Lưu Kinh ra thì tôi đã điều tra người này, phát hiện gần đây đúng là đã có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản cá nhân của hắn. Hơn nữa, Lưu gia đang điều tra cấp dưới của anh. Không hiểu bọn họ nghe được từ đâu rằng chú Lục từng để lại cho anh một nhóm đàn em trung thành. Nói như vậy thì Lưu Kinh đến văn phòng luật sư làm loạn có lẽ là do Lưu gia chỉ thị. Bọn chúng muốn thông qua Y để ép mình dùng đến nhóm người đó ra tay. Lưu gia này đúng là không biết sống chết. Năm đó mua chuộc Tả Cương hại chết chú Lục, bây giờ lại tính kế với anh. Đúng là chọc giận chúng ta mà. Theo tôi thì cử người đem tên họ Lưu đó. Chúng ta là thương nhân, không phải xã hội đen. Nhưng Lưu gia và chú Lục rốt cuộc có ân oán gì mà lại phải ép hai cha con anh vào chỗ chết cơ chứ? Ông Lưu và ba tôi vốn là anh em thân thiết, lúc còn trẻ cùng nhau lập nghiệp, sau đó thì cùng nhau lập công ty. Sau này Lưu gia gặp suy kiệt rồi nhúng tay vào con đường sai trái. Ba tôi không muốn nên mới từ bỏ công ty, chỉ mang theo những anh em trung thành. Nhưng ông Lưu lại ôm hận trong lòng nên mới tìm cách bức ép Lục gia, thậm chí còn mua chuộc Tả Cương hại chết ba tôi. Nhóm người mà ba tôi để lại cho tôi chính là để đề phòng ông Lưu. Sau khi ông ta qua đời vài năm trước thì tôi cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ cùng chôn theo xuống mồ. Anh có nghĩ là ông Lưu đã tiết lộ chuyện đó cho người nhà ông ta không? Ừ, nhưng có lẽ bọn họ không biết nhiều. Bây giờ chỉ có thể thăm dò thử thôi.
tiếp tục theo dõi Lưu Gia, xem tiếp theo họ định làm gì. Nếu như họ chưa muốn hạ màn, thì tôi sẽ chơi cùng với họ đến cùng. Sau khi nhớ lại, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận dùng cách gì, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Em ngủ bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm. Đã đến nhà rồi à? Sao không gọi em dậy? Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ. Đợi anh một lát. Lên nào. Anh cõng em vào. Mau lên nào. Lục Lệ Dương, sao anh luôn đối tốt với em như vậy? Cõng em là đối tốt với em ư? Vậy thì anh có thể cõng em cả đời. Các người dựa vào gì mà lục soát công ty người khác? Có còn vương pháp không? Lục Lệ Dương chết tiệt, mau bắt máy đi. Y, em có điện thoại. Đây không phải là số của Đế Thành sao? Muộn rồi cậu ta còn gọi Y làm gì? Alo. Lục thiếu gia, Lục tổng của tôi ơi, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh còn không nghe máy thì công ty sắp bị người ta phá nát rồi biết chưa? Viện kiểm soát cử người đến, lật tung cả công ty lên. Không biết tôi để điện thoại ở đâu rồi. Bọn họ có văn bản lục soát không? Lý do là gì? Nói là có người tố cáo chúng ta dính vào xã hội đen và tranh chấp kinh tế, nhưng họ không tìm thấy gì nên đi rồi. Chắc mấy ngày tới sẽ tìm anh nói chuyện đó. Có lẽ là do Lưu Gia làm. Họ lại mua chuộc được cả viện kiểm sát rồi sao? Ém tin tức xuống, không được để cho Y biết. Bắt đầu từ bây giờ, giữ bí mật toàn bộ chuyện liên quan đến Lưu Gia với cô ấy. Cứ vậy trước đã. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì à? Nhưng không gấp lắm. Anh đến thư phòng xử lý một chút. Điện thoại em đâu? Rơi đâu mất rồi? Đừng tìm nữa. Dùng điện thoại trước khi ngủ không tốt cho mắt đâu. Em muốn xem thử xem có email công việc không? Ngoan nào. Thôi được, anh mau làm việc đi, em ngủ đây. Thư phòng. Hạo Hiên đó, anh ấy muốn đưa em qua Mỹ cùng bàn việc làm ăn. Em còn đang suy nghĩ. Lục tổng, nửa đêm rồi mà, anh gọi nhầm số ư? Làm phiền anh rồi, Trình thiếu gia có đồng ý hợp tác với tôi một việc không? Hình như trước giờ chúng ta đâu có làm ăn chung. Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta cũng đâu có thân thiết như vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng về chuyện của Y Thuyết thì tôi nghĩ rằng tạm thời anh là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy được. Y Thuyết làm sao? Lưu Gia lại cho người đến làm phiền cô ấy à? Quả nhiên anh đã hiểu rõ tình hình. Là ý gì? Y Thuyết nói anh muốn đưa cô ấy đi Mỹ. Tôi đoán là có lẽ anh đã điều tra ra được mối thâm thù của Lưu Gia và Lục Gia, nên không muốn Y Tuyết bị liên lụy. Vậy thì sao? Anh muốn cản tôi? Không, tôi muốn hợp tác với anh. Điện thoại của Y đã bị tôi giấu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô ấy sẽ không nghe được tin tức xấu nào hết. Tôi sẽ giải quyết chuyện này trong vòng một tháng. Nhưng trong thời gian này, xin anh hãy đưa cô ấy đi Mỹ bàn công việc. Anh chắc chứ? Anh không sợ tôi nhân cơ hội này mà cướp mất Y Tuyết sao? Sợ, nếu như là lúc trước thì có lẽ tôi sẽ rất sợ. Nhưng bây giờ, xử lý công việc xong, nhớ ngủ sớm. Em sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh. Sao quan tâm anh như vậy? Ai quan tâm anh chứ? Nếu anh không lo tốt cho mình, thì không phải là em chăm sóc anh sao? Thay vì
Nói là tôi tự tin thì nên nói rằng tôi tin trong lòng Y Tuyết chỉ có một mình tôi. Ngày hôm sau, cậu dậy rồi à? Tớ đang định gọi cậu đó, ngủ thêm chút nữa thì trễ chuyến bay rồi. Trễ bay? Bộ này, còn bộ này nữa. Cậu đừng có ngơ ra đó nữa, thay đồ đi. Đi mau, sắp trễ rồi. Vậy rốt cuộc là cậu đưa tớ đi đâu? Tớ chưa có đặt vé máy bay mà. Anh đặt rồi. Ba người nhé. Sân bay. Vậy đây là chủ ý của ai vậy? Đột ngột quá. Là ý của anh. Trình Hạo Hiên nói hai người đi Mỹ chơi, sao có thể bỏ lại một mình tớ được, không hợp lý. Bọn tớ đâu có đi chơi, hơn nữa lúc đó tớ cũng chưa nhận lời với anh ấy là sẽ đi mà. Đúng rồi, chưa kịp nói với Lục Lệ Dương một tiếng, điện thoại của em đâu mất rồi. Không cần tìm nữa, anh ta đã biết rồi, cũng bảo người sắp xếp hành lý giúp em rồi. Hình như sáng nay Lục Tổng đến công ty có việc gấp. Em là người cuồng công việc, có lẽ sẽ hiểu rõ nhất cảm giác bị quấy rầy lúc làm việc là như thế nào mà. Hiếm khi ba chúng ta ra ngoài đi du lịch, tớ cảnh cáo cậu đừng có suốt ngày một ông xã, hai ông xã nữa. Nếu đã đến rồi thì nên dành hết tâm tư cho bọn tớ, nghe rõ chưa? Được, tớ biết rồi. Thôi được, anh ta sẽ tự chăm sóc cho bản thân được. Chúng ta mau làm thủ tục đi. Lục Tổng, chúng ta về được rồi. Ừ. Nói với Đế Thành, tiếp tục ép cổ phần Lục ra. Sau đó hẹn giúp tôi Phó Viện trưởng Ngô bên Viện Kiểm sát. Trong một tháng, phải xử lý cho xong phiền phức của Lưu gia. Y, anh sẽ đón em về sớm, về lại bên anh. Trung Quốc, 10 giờ 30 sáng, Phó Viện trưởng Ngô đó nói sao rồi? Vẫn đang vòng vo, chưa nói gì rõ ràng. Mỹ, 6 giờ 49 tối. Y Thuyết, nhìn bên này nè. Cậu sao vậy, Y Tuyết? Không sao, đột nhiên tớ thấy người khó chịu quá. Có mệt lắm không? Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi về nhé. Được. Cậu gọi điện cho Hạo Hiên đi. Tớ không tìm thấy điện thoại của tớ. Có lẽ là để quên ở nhà rồi. Được. Để quên điện thoại thì thôi vậy. Có tớ và Hạo Hiên ở đây, không dùng điện thoại cũng không có sao đâu. Tớ qua đó gọi điện. Ừ. Người phụ trách chi nhánh của tập đoàn Lưu Thị nói rằng anh ta bị người ta đánh bị thương cách đây không lâu. Nhưng mọi chuyện dường như có liên quan mật thiết đến một người. Chúng tôi đã tìm hiểu được tổng tài Lục Lệ Dương của tập đoàn Hồng Vũ đã bị Viện Kiểm sát mời đến để làm việc. Rốt cuộc, có thế lực xã hội đen nào tiếp tay sau lưng tập đoàn Hồng Vũ không? Có thật là tranh chấp kinh tế không? Xin tiếp tục chú ý kênh tin tức của đài chúng tôi. Y Tuyết. Trình Hạo Hiên ở gần đây, sẽ đến đón bọn mình ngay. Có phải hai người sớm đã biết Lục Lệ Dương xảy ra chuyện không? Xem ra cậu biết hết rồi à? Công ty của Lục Lệ Dương đúng là đang gặp phải một chút khó khăn. Anh ta sợ liên lụy đến cậu nên mới để Trình Hạo Hiên đưa cậu ra nước ngoài một chuyến. Mọi người đều bàn bạc với nhau hết rồi. Chỉ còn có mình tớ là không biết gì. Bọn tớ cũng không muốn gạt cậu, nhưng... Nhớ lại. Sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì à? Ừ, anh đến thư phòng xử lý một chút. Đúng rồi, Y. Dạo này em cũng mệt rồi, có muốn ra nước ngoài chơi không? Ủa? Y Tuyết. Viện Kiểm sát. Trời ạ,
cuối cùng anh cũng ra rồi. Nói là mời anh đến nói chuyện, mà nói chuyện gì lại suốt một ngày một đêm chứ, cái đám người này. Bọn họ chỉ vu khống tôi, chứ thật ra trong tay không có chứng cứ xác thực nào cả. Tôi nghi ngờ rằng tiếp theo bọn họ sẽ mạnh tay hơn. Anh định làm như thế nào? Nếu như Lưu Gia đã muốn gặp những người mà ba tôi để lại, thì tôi sẽ cho họ gặp. Gặp thế nào? Cậu cho người mời tiểu thiếu gia của Lưu Gia đi. Nhớ kỹ, phải lịch sự một chút, phải đàng hoàng mời đến. Do thời gian qua, lao lực quá độ, rồi thêm tâm trạng bị kích động, dẫn đến hôn mê tạm thời. Sau này phải chú ý nghỉ ngơi. Được. Sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ấy chứ. Này, cậu đừng cử động lung tung. Em mới tỉnh lại, định đi đâu vậy? Em phải về nước, càng sớm càng tốt. Y Tuyết, anh hiểu tâm trạng của em, nhưng em không thể về bây giờ được. Tại sao? Cậu mang thai rồi, Y Tuyết. Cậu nói gì? Cậu về giường trước, chúng ta từ từ nói. Bác sĩ nói là đã được hơn một tháng rồi. Bây giờ, cơ thể cậu rất yếu, không hợp đi máy bay. Tại sao cứ phải là ngay vào lúc này? Anh biết đây chưa phải là lúc thích hợp để mang thai, nhưng chuyện đã như vậy rồi, em đừng nên suy nghĩ nhiều. Anh sẽ nghĩ cách giúp Lệ Dương. Nhiệm vụ trước mắt của em là nghỉ ngơi thật tốt. Hứa với anh nhé, Y Y.